Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, à, chúng tôi đang có mặt ở thành phố Berlin. Và ngày hôm nay có thể nói gọi là một ngày tuyết muộn. Tuyết muộn đã phủ trắng ở Berlin. Bởi vì suốt của mùa đông tức là từ tháng 11 cho đến kể cả trong cái dịp mà Tết lễ Tết Noel vừa qua thì ở Berlin gần như không có tuyết, đắc xác có ít hạt thôi và hôm nay các bạn có thể nhìn thấy đấy, tuyết đã phủ trắng trên đường phố Berlin. Vâng, tuyết muộn nhưng rất đẹp và năm nào cũng như vậy nếu như mà người dân châu âu mà không có tuyết thì đấy lại không phải là mùa đông và trong cái giá lạnh ấy người ta vẫn tìm thấy những cái niềm vui những cái niềm hạnh phúc một cái sự hứng thú ở trong dưới cái trời mưa tuyết tất nhiên là trong mức độ mà tuyết vừa phải còn nếu tuyết dày quá như ở tây ban nha hoặc ở mỹ hoặc là ý hoặc là thậm chí ở bên nước nhật và trung quốc trong thời gian vừa qua mà tuyết quá dày làm cho toàn bộ trên đường phố mà đóng băng lại không thể đi được mà phải dùng máy bay để tiếp tế trên mà đường cao tốc thì quả thực là quá nguy hiểm. Còn với ở Berlin, một cái trời tuyết như thế này thì quả thực là hết sức tuyệt vời. Người ta cũng hứng thú với tuyết. Còn đối với sản xuất nông nghiệp mà một năm nào đấy là không có tuyết thì có nghĩa rằng năm ấy bị hạn hán. Bởi vì chính chữ tuyết phủ ấy sau khi mà tuyết tan thì lại nông nghiệp phát triển và càng tốt hơn. À, các bạn cũng đã nhìn thấy đấy khi mà mùa đông đến thì gần như là cây lá nó quá lạnh dụng trọi trơ chỉ còn lại những cái cành mà xác sơ chịu đựng trong cái mùa tuyết lạnh nhưng đối với gia đình tôi thì lại có một cái chuyện có lẽ đây là một cái chuyện cũng khá lạ lạ đấy là rau cải rau cải gốc từ Việt Nam chúng tôi trồng chúng tôi cấy ở ban công nhưng mà rau cải vẫn sống qua mùa đông người ta nói rằng là con người phải chịu đựng qua gian khó gian khổ thì mới cái vượt lên trong cuộc sống và có chịu đựng như vậy thì chúng ta khi gặp những khó khăn vất vả thì mới có thể sẵn sàng vượt qua mà cảm thấy không lo, không ngại. Cái quan điểm đấy có thể đúng, có thể sai đối với mỗi từng người. Nhưng mà chúng tôi lại nhìn nhận ở một khía cạnh khác, ở một cái cây rau cải. Cây rau cải từ Việt Nam. Nó được lấy giống từ Việt Nam, như vậy là ở xứ sở nóng. Và cái xứ sở nóng ấy lại mang gieo trồng ở trên nước Đức. Nhưng mà mùa đông ra lạnh như thế này thì rau cải vẫn sống có phần tốt. Và chúng tôi cho rằng là rau cải cũng phải được trải qua, được thuần hóa ở một cái vùng đất lạnh như thế này. Thì hình như rau cải sẽ tốt hơn. Vâng, anh bạn, anh Lê Văn Huyên là Phó Chủ tịch Hội Đồng Hương Người Nam Định đã cho tôi những cái cây rau như, như thế này. Và chúng tôi đã gieo trồng cái giống rau này. Và bây giờ thì chúng tôi đã cảm nhận thấy rằng thực sự rau cải của Việt Nam đã được trải qua những cái mùa tuyết và nó có thể sống được ở di tuyết. Vâng dù sao chăng nữa thì tôi cũng phải hãy cái lá này lên để cho nó đỡ lạnh Bởi vì nó lạnh quá để nó có thể chín rau Vâng ạ Chín của nóng đã đành rồi nhưng mà cái chín của lạnh cũng rất nguy hiểm Và các bạn cũng đã thấy là có những người đã bị chết bởi vì chết vì quá lạnh Và những cái cây cũng bị chết chết vì quá lạnh bởi vì nó chín Đây các bạn có thể nhìn thấy cái lá này Đây là lá này là bị quá lạnh mà nó chết Đây là chết ở trong lạnh, chín ở trong lạnh Vâng ạ, chúng tôi buổi sáng dậy ngày hôm nay, tôi đi rũ từng cái lá này để bảo vệ cho cái cây rau cải. Và chúng tôi nghĩ rằng khi mà mùa hè đến, mùa xuân đến thì rau cải sẽ phát triển trở lại. Và mùa hè đến thì rau cải sẽ ra hoa. Và chính được thu hoạch được cái hoa và cái giống như thế này thì rau cải sẽ được trải qua những mùa đông. Và tiếp theo đấy là những năm sau thì rau cải có thể sống được qua mùa đông một cách dễ dàng. Cũng ở trên văn công các bạn đã nhìn thấy những cây hoa ở đây những cây cây cảnh mà chúng tôi trồng ở đây cũng đã ủ rũ và có thể chết cóng ở trong cái mùa đông. Nhưng mà có lẽ là riêng rau cải đây lại là một cái thứ rau mà không ai nghĩ rằng nó có thể sống qua mùa đông ở trên nước Đức. Bạn đã thấy đấy, có thể nói là hết sức tuyệt vời. Quá tuyệt vời nữa chứ không phải chỉ có tuyệt vời mà thôi. Bởi vì trong mùa đông như thế này mà rau cải gốc từ Việt Nam vẫn sống. Chúng tôi đi rũ cái rau này đi nếu mà con người chúng ta có thể mặc áo ấm nhưng mà rau trồng thì không ai mặc áo ấm nó chỉ có từng trải như vậy thì nó mới có thể sống bất diệt chúng tôi nghĩ về cây rau và nghĩ đến cộng đồng người Việt Nam vâng cộng đồng người Việt Nam đã từng trải qua bao năm tháng ở trên nước Đức giờ đây trở thành những người công dân những người công dân sống ở trên nước Đức và cũng có tinh thần trách nhiệm đối với những người Đức như tất cả những người sống bản xứ ở nơi đây. đây. Vâng, và ai đấy mà có trồng rau thì hãy bảo vệ phải cắm những cái cây như thế này, không có thì chim sẽ xà xuống và ăn hết. Các bạn đã biết là mùa đông nó chơi trụi và chim rất là khát khao thức ăn. Chú chim nó rình cái rau xanh trên ban công nhà tôi liên tục và những con chim này nó sẵn sàng xả đến. Nó bay lướt qua khu vực nhà tôi rất nhiều và tôi phải cắm những cái cây như thế này giống như là cắm trông trong cái thời kỳ mà chống mỹ ở miền nam ở miền, miền nam việt nam đã phải cắm trông để hạn chế cái việc mà mỹ nhảy dù xuống uh, bức hại dân mình thì chúng tôi cũng phải cắm trông như thế này để bảo vệ để không có những cái con chim to đùng những con quạ nó có thể xà xuống đây ăn hết cái mớ rau xanh trên văn công Vâng ạ, nhà báo Huy Thắng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi phóng sự trong cái buổi sáng mùa đông tuyết rơi muộn ở thủ đô Berlin và kinh nghiệm trồng rau cải giữa mùa đông tuyết trắng.